Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Trung tướng Lê Thu Hà, nữ trung tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Lê Thu Hà sinh năm 1957 là trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà từng là chính ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được phong quân hàm trung tướng trong lực lượng vũ trang Việt Nam. Câu chuyện của nữ tướng Lê Thu Hà đã đưa chúng tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bà sinh năm 1957 trong một gia đình quân nhân, mẹ là bác sĩ quân y công tác ở Bệnh viện 108, nay đã nghỉ hưu. Cha của bà là Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng thời với Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng Nam Khánh. Đặc biệt hơn, chồng của bà cũng là một vị tướng, Thiếu tướng Vũ Huy Nùng, hiện là Phó Giám đốc Học viện Quân y. Từ nhỏ, nữ trung tướng thường theo mẹ vào bệnh viện tiếp xúc với bệnh nhân, với nghề y. Hình ảnh mẹ trong chiếc áo blue trắng miệt mài cứu người đã in đậm trong tâm trí của bà từ đó. Bà đã luôn mong muốn trở thành bác sĩ quân y theo nghề của mẹ. Học xong cấp 3, bà thi vào Học viện Quân y chuyên ngành bác sĩ nội trú và trở thành một trong những học viên xuất sắc được ở lại trường. Sau 10 năm công tác tại học viện, bà đã được cử đi nghiên cứu sinh tại Bulgaria sau khi đạt điểm thủ khoa. Năm 1996, bà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa. Bà về nước công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho đến nay. Nữ tướng Lê Thu Hà là chị cả trong gia đình có hai chị em gái, nên bà vừa là con gái vừa là con trai. Năm 2007, bà được phong phó giáo sư. Năm 2009, bà được phong hàm thiếu tướng. Năm 2010, chồng của bà cũng được phong hàm thiếu tướng. Thế là ngôi nhà nhỏ chỉ có 6 người nhưng có đến 3 vị tướng. Ngày đeo lon tướng về nhà, cảm giác của bà thế nào? Rất khó tả. Tôi thành niềm vinh dự, tự hào của gia đình. Ba tôi khi thì khỏi phải nói, ông không có con trai, khi ấy tôi như đứa con trai mà bấy lâu ông kỳ vọng. Nữ tướng đã tâm sự, cảm giác giây phút nhận quân hàm thiếu tướng thật thiêng liêng, thật vinh dự. Tôi nghĩ đến những thế hệ cha ông, những đồng nghiệp lớp trước, những hy sinh xương máu đã xây đắp nên ngày hôm nay. Tôi tự hào là thế hệ nối tiếp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 anh hùng. Đi lên từ sự học, cha là Trung tướng Lê Hai, quê Thanh Oai, Hà Tây cũ, người đã trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam nên luôn biển biệt. Mẹ là bác sĩ quân y ở Bệnh viện 108. Thỏa nhỏ, Trung tướng Lê Thu Hà đã theo mẹ vào bệnh viện nên sớm tiếp xúc với nghề y. Học xong cấp 3 thì bà đã thi vào Học viện Quân y và mong muốn theo nghề của mẹ. Bà là một trong những học viên xuất sắc được ăn lại trường với tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú. Công tác 10 năm ở trường thì bà đã thi đỗ nghiên cứu sinh với điểm thủ khoa và được sang học ở Bulgaria. Năm 1996, bà đã về nước với tấm bằng tiến sĩ y khoa về Bệnh viện 108 công tác. Công trình khoa học mà bà tâm đắc là đề tài hợp tác quốc tế theo nghị định thư với Ấn Độ về lọc màng bụng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối năm 2004. Khi đó, bà còn là chủ nhiệm khoa thận khớp. Thời điểm này thì trong quân đội chỉ có Bệnh viện 108 ở Hà Nội và Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh có máy lọc máu cho bệnh nhân suy thận mạn. Bệnh nhân là quân nhân ở nhiều đơn vị, nhiều địa phương khác nhau nên phải tập trung về Hà Nội để lọc máu. Cuộc sống của người bệnh rất khó khăn, buộc phải gắn liền với bệnh viện, xa gia đình, đơn vị. Có nhiều bệnh nhân trong nhiều năm đã không thể về nhà ăn Tết. Với phương pháp lọc màng bụng, bệnh nhân có thể thực hiện tại nhà sau khi đã được nhân viên y tế tập huấn đầy đủ, không phải đến bệnh viện hàng ngày. Thực ra kỹ thuật này không mới, thế giới làm rồi, ở bệnh viện dân y cũng làm rồi, nhưng trong quân đội không ai muốn làm, còn nhiều ý kiến trái chiều. Đã áp dụng thành công trên lâm sàng, nhưng không phải đưa ra làm đại trà ngay được. Chúng tôi còn phải thuyết phục Cục Quân y về tính pháp lý và an toàn của phương pháp điều trị mới này. Tôi đã cam kết trước đồng chí Cục trưởng Cục Quân y xin chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu xảy ra vấn đề xấu và đề tài đã được triển khai, Thiếu tướng Hà nhớ lại. Cho đến nay, đã nhiều năm trôi qua, lọc màng bụng đã thành thường quy tại Bệnh viện 108.
Nhìn những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, lọc mang bụng ổn định sức khỏe, đường sống cùng với gia đình, duy trì được công việc, bà và các đồng nghiệp như được tiếp thêm, được nguồn động viên khích lệ trong công việc. Với đề tài trên, năm 2011, bà và các đồng nghiệp đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng giải thưởng Phụ nữ sáng tạo. Con đường sự nghiệp của vị tướng Lê Thu Hà tượng trưng như một con đường bằng phẳng, nhưng thực tế đó là hơn 30 năm miệt mài nghiên cứu và phấn đấu gian khổ. Bà tâm sự, mỗi thành công trong sự nghiệp của người phụ nữ là không đơn giản. Trong gia đình, thiên chức phụ nữ phải vẹn toàn, lại vẫn tiếp tục phấn đấu cống hiến cho công việc được giao. Để có được những thành công, người phụ nữ phải nỗ lực phấn đấu, hy sinh vất vả hơn nam giới rất nhiều. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. We'll be right back.